Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo một tuổi đây và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái clip nha các bạn. Thì hồi nãy mới vừa update RAM cho nên là bây giờ mình sẽ vô trong đây để mình có thể mà mua những cái chiếc cano cho các bạn xem nha. Thì mình thấy cái chiếc cano thì nó bán bằng kim cương và mua gói các bạn ơi. Thì bây giờ là mình chỉ có là mua được phao vịt và cái thùng giấy thôi. Thì hai cái đó thì mua được bằng tiền sao thì mình nghĩ là các bạn có thể mua được. Chứ cái kia nó mắc lắm các bạn, tới 456 kim cương lặn cái cano chuối á. Thì ở chỗ này nè các bạn, như là hồi sáng mình cũng nói là chỗ này sẽ ra một cái chiếc du thuyền để có thể mà bán mấy cái phao này. Rất là nhiều đồ luôn á. Bây giờ mình sẽ leo lên nha. Bây giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh trong cái du thuyền này trước nghe. Rồi một chút nữa mình sẽ xuống dưới, mình sẽ cho các bạn là nó sẽ bán giá bao nhiêu nha. Đây thì trong đây cũng rất là đẹp các bạn. Bên đây thì trưng ra được ba cái mà phương tiện mình để mình đi xuống nước này. Sẽ đi khám phá xung quanh vòng vòng trước rồi mình hãy vô mua ha. Đó. Mình nhìn chiếc du thuyền này nó hơi bị lớn luôn ấy các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ đi vòng vòng. Rồi đó là cái phần mà cái bên trong du thuyền và bên ngoài du thuyền đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vào trong thì mình sẽ gặp được một cái ông chủ tịch này, ông bán tàu này các bạn. Mình sẽ bấm vô thì cái giá của một phao vịt là tới 5.250 tiền sao nha. Rồi thì cái thùng giấy là có giá là 4.500 nhưng mà nó lại nhanh hơn. Kiểu như là con vịt nó đẹp nhưng mà nó chạy chậm. Còn cái thùng giấy thì nó mau mà nó ghẻ. Thì mình nghĩ là các bạn nên mua thùng giấy hoặc là mua con vịt để cho nó vui vui các bạn. Tại vì nó có cái tiếng kia nhìn rất là mắc cười luôn. Nghe rất là mắc cười, tự nhiên mình nó nhìn xin lỗi. Rồi mình mua xong rồi này các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu là đi ra ngoài biển để mình có thể test cái gì là ta, cái phao với lại cái thùng giấy nha. Tại vì mình không có đủ kim cương cho nên là mình không có mua cano các bạn. Với lại mà mua gói của cano á thì nó rất là mắc tiền luôn. Nó tới gần 500.000 tiền Việt đó nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái con vịt này trước nghe các bạn. Nó có cái tiếng kêu nghe rất là mắc cười luôn. Nhưng mà đấy, có một đặc lộng, có một ưu, chúng ta gọi là gì ta, có một nhược điểm là nó chạy hơi chậm các bạn. Với lại cái tiếng kêu nó làm hơi lớn nhưng mà nó lại vui vui. Cái này thì mình nghĩ là mình mặc cái này để mình đi cho mấy cái người mà câu cá. Tuy nó hơi mờ giờ một xíu nhưng mà nhìn nó vui các bạn. Có cái tiếng kêu nghe rất là mắc cười luôn. Nó thì nó chạy như thế này các bạn. Thì mình chung mua được cano cho nên mình không biết cái cano nó chạy như thế nào. Còn cái thùng giấy thì nó lại chạy nhanh hơn, nó lại nhúng nhúng. Nhìn nó kiểu như nó làm cho mình chạy nhanh hơn á. Trời đất ơi, hình game này có nhiều cái mà mình không hiểu nổi luôn á. Là thùng giấy mà lại nhúng nhúng được xuống nước, không hề ướt luôn. Thùng giấy này làm bằng mũ hay gì nè, nó mới nổi lên được gì chứ. Chứ thùng giấy bình thường là người ta chìm nghiễm xuống rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên bờ chơi nha các bạn. Đó, mình sẽ đi vòng vòng một xíu. Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết mua thì các bạn có thể lên đằng đó mua nha các bạn. Mình thấy nó khá là rẻ tiền cho nên là mình nghĩ là bạn nào cũng có thể mua được hết. Thì ngoài ra thì ở trong cái cập nhật lần này á các bạn, thì quả trứng á nó không còn là khủng long nữa nhưng mà nó lại là một cái con gà các bạn. Và nó có được một bộ đồ mua bằng kim cương là bộ đồ người ngoài hành tinh mà chị Trang và bạn Hiếu của mình là đang mặc nè. Thì mình bấm vào cái cửa hàng á thì ở đây này các bạn, thì nó sẽ có những cái gói mua. Thì các bạn chỉ cần lướt qua rồi các bạn nhấn vào mua thôi. Nó chỉ có giá là 150 kim cương cho một bộ đồ hình cái con người ngoài hành tinh này nè các bạn. Đó, nhìn rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình sẽ bấm vô thử cho các bạn coi nha.
Đây này các bạn. Thì con này là mình sẽ xem quảng cáo nha. Tại vì mình không có mua gói Plus cho nên là mình sẽ bắt xem quảng cáo. Trời ơi, hồi hộp quá, không biết nó mở ra được cái gì. Rồi xui luôn, ra được cái thức ăn tôm chiên các bạn. Không ra được cái nón hay cái giày gì hết luôn. Rồi thì các bạn ơi, thì chắc video clip của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký kênh và ấn vào cái chuông để cho mình ra thêm nhiều video mới cho các bạn coi nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.